Thân chào tất cả các em học sinh đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Yến Phượng. Hiện tại cô đang công tác tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với các em ở chủ đề Rừng Già Nu và Kiểu Bài, nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. Các em sẽ bắt đầu bài học với các hình ảnh sau. Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh về văn hóa cồng chiêng. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh sinh hoạt của người dân tộc thiểu số bên nhà Đông vào lễ hội truyền thống. Và hình ảnh thứ ba là hình ảnh của một bộ sử thi rất nổi tiếng của người dân tộc Ede, đó là bộ sử thi Đông Sang. Khi các em nhìn thấy ba hình ảnh này thì có gợi cho các em nhớ đến, nghĩ đến một vùng đất nào của đất nước ta không? Vâng, đó chính là vùng đất Tây Nguyên. Có thể nói rằng không phải chỉ những hình ảnh trên mới thuộc về đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên, mà còn nhiều sự vật đối tượng khác nữa. Trong số đó, ta không thể không nhắc đến một nhà văn mà tên tuổi của ông đã gắn liền với mảnh đất này, đó chính là nhà văn Nguyễn Trung Thành. Và hôm nay các em sẽ làm quen với nhà văn này qua truyện ngắn Rừng Già Nu. Ở buổi học này, cô không chỉ hướng dẫn cho các em nắm được một số kiến thức quan trọng của truyện ngắn Rừng Già Nu, mà thông qua kiến thức của truyện ngắn này, cô cũng giúp cho các em có được kỹ năng nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. Bài học của chúng ta gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là mục đích, yêu cầu, đối tượng và nội dung của bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. Phần thứ hai là tìm hiểu đề và lập dàn ý cho bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. Và phần thứ ba là phần luyện tập. Các em đi vào phần 1 La Mã là mục đích, yêu cầu, đối tượng và nội dung của bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. Phần 1 nhỏ, mục đích, nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi là nhằm tìm hiểu, phát hiện, đánh giá những giá trị của một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. Và để đạt được hiệu quả khi nghị luận, thì trong quá trình nghị luận, các em cũng chú ý đến những yêu cầu sau. Cần có năng lực cảm thụ tác phẩm văn xuôi, cần có tri thức về đặc trưng thể loại của các tác phẩm văn xuôi, kỹ năng phân tích, bình luận, so sánh, kỹ năng diễn đạt, v.v. Sau khi nắm được mục đích, yêu cầu, thì ta tìm hiểu tiếp về đối tượng. Cũng giống như nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích thơ, thì nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi cũng hướng đến nhiều đối tượng khác nhau. Đó có thể là giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm nói chung, cũng có thể là một phương diện nội dung hay nghệ thuật của một tác phẩm hoặc của các tác phẩm đoạn trích khác nhau, thậm chí có thể chỉ là một khía cạnh nội dung hay nghệ thuật của một tác phẩm hoặc của các tác phẩm đoạn trích khác nhau. Như vậy là chúng ta cũng thấy là đối tượng rất đa dạng, phong phú, ngoài dạng một tác phẩm, một đoạn trích, còn mở rộng thêm các tác phẩm, các đoạn trích. Các em tiếp tục chuyển sang phần 4 nhỏ, nội dung. Phần nội dung này có 3 bước. Bước 1 là giới thiệu tác phẩm, đoạn trích văn xuôi cần nghị luận. Bước 2 là phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật theo định hướng của đề hoặc một số khía cạnh đặc sắc nhất của tác phẩm, đoạn trích. Bước 3 là nêu đánh giá chung về tác phẩm, đoạn trích. Đối với một bài văn nghị luận thì các em làm bài phải đảm bảo có đủ cả 3 bước này. Và để hiểu rõ hơn về kiểu bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi, các em sẽ chuyển sang phần 2 La Mã. Tìm hiểu đề và lập dàn ý cho bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. Ở phần này, các em sẽ hướng đến hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là nghị luận về một tác phẩm văn xuôi. Đối tượng thứ hai là nghị luận về một đoạn trích văn xuôi. Và ngữ liệu để thực hành hai dạng đề này, đó chính là truyện ngắn Rừng Già Nu mở đầu bài học cũng đã có giới thiệu với các em. Bây giờ các em sẽ tìm hiểu dạng đề thứ nhất, đó là nghị luận về một tác phẩm văn xuôi. Cô có đề bài cụ thể như sau: cảm nhận của anh chị về truyện ngắn Rừng Già Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Từ đó, hãy nhận xét về tính sử thi được thể hiện trong truyện ngắn này. Với đề bài này thì cô sẽ hướng dẫn cho các em cách làm bài như sau. Đầu tiên, các em sẽ tiến hành tìm hiểu đề. Ở khâu tìm hiểu đề này, các em sẽ trả lời 3 câu hỏi. Vấn đề nghị luận ở đây là vấn đề gì? Hay đối tượng nghị luận ở đây là đối tượng nào? Với đề này thì đó là cảm nhận về tác phẩm Rừng Già Nu và nhận xét về tính sử thi trong tác phẩm. Các em tiếp tục xác định phương pháp nghị luận. Đối với đề này thì các em sử dụng thao tác lập luận chính là phân tích,
Các em có thể kết hợp thêm các thao tác hỗ trợ khác như bình luận, chứng minh, so sánh, vân vân. Còn tư liệu sử dụng ở đây, các em sẽ sử dụng kiến thức ở bài Rừng Xà Nu, những hiểu biết về nhà văn Nguyễn Trung Thành. Ngoài ra, các em có thể liên hệ ở các tác phẩm khác có nội dung liên quan để cho bài làm của mình được phong phú và sâu sắc hơn. Tóm lại, ở phần tìm hiểu đề này, khi các em đã rèn luyện quen rồi, có kỹ năng rồi, thì các em có thể phát thảo nhanh ở trong đầu của mình và sẽ không bị mất nhiều thời gian. Sau khi các em tìm hiểu đề xong, các em sẽ lập nhật ký. Ở khâu lập nhật ký này, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi vì nhờ lập nhật ký mà giúp cho các em tránh được tình trạng xa đề, lạc đề, cũng tránh luôn được tình trạng lập ý hoặc bỏ sót ý, triển khai các ý không cân xứng. Và một điều vô cùng quan trọng nữa là giúp cho các em có thể phân phối thời gian làm bài một cách hợp lý, sẽ không rơi vào tình trạng đầu bôi đuôi chuột. Các em đến với phần đặt vấn đề của đề này. Đặt vấn đề theo yêu cầu thì chỉ thiên về giới thiệu. Đầu tiên là giới thiệu về tác giả, thì đó là nhà văn Nguyễn Trung Thành. Giới thiệu về tác phẩm thì đó là truyện ngắn Rừng Xà Nu. Giới thiệu về vấn đề nghị luận. Vấn đề nghị luận ở đây thể hiện ở đề bài. Các em đọc kỹ lại đề bài một lần nữa. Đề bài có hai ý rất rõ. Ý thứ nhất là cảm nhận về truyện ngắn Rừng Xà Nu. Ý thứ hai là nhận xét về tính sử thi được thể hiện trong truyện ngắn này. Ở phần này, các em cũng xác định rõ luôn là trong hai ý này thì ý nào là ý chính, cần phải được làm rõ một cách chi tiết đầy đủ hơn. Trong đề này thì đó là thuộc về ý thứ nhất. Tiếp theo đây, cô sẽ có một vài gợi ý để các em có thể dùng làm thương hiệu, giới thiệu về nhà văn Nguyễn Trung Thành cũng như là tác phẩm Rừng Xà Nu. Nguyễn Trung Thành là nhà văn trưởng thành và gắn bó với chiến trường Tây Nguyên qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Và các em cũng có thể giới thiệu thêm ở ý này để thấy được nét riêng trong sáng tác cũng như là thành công của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Ông là nhà văn có duyên nợ gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên, cũng là nhà văn có những trang viết đặc sắc nhất về mảnh đất này. Còn đối với truyện ngắn Rừng Xà Nu thì các em có thể giới thiệu ngắn gọn như Rừng Xà Nu là tác phẩm đặc sắc tiêu biểu cho phong cách sáng tác của nhà văn Nguyễn Trung Thành, đánh dấu sự thành công của tác giả. Tác phẩm mang đậm dấu ấn của con người và vùng đất Tây Nguyên. Như vậy là cô vừa hướng dẫn xong ở phần đặt vấn đề, các em tiếp tục chuyển sang phần giải quyết vấn đề hay là phần thân bài. Ở phần này, các em đừng vội vàng đi vào xây dựng luận điểm ngay, mà các em sẽ khái quát chung trước. Các em có thể khái quát về xuất xứ hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm, có thể khái quát về hai hình tượng nhân vật mang ý nghĩa sâu sắc ở trong tác phẩm. Cô có thể gợi ý như về xuất xứ hoàn cảnh sáng tác, các em có thể giới thiệu truyện ngắn Rừng Xà Nu in trong tập Trên Quê Hương Những Anh Hùng Điện Ngọc được xuất bản năm 1969. Truyện ngắn được viết năm 1965, thời điểm Mỹ đổ quân ào ạt vào miền Nam, mở nhiều chiến dịch càn quét quy mô lớn, tức thời điểm chống Mỹ quyết liệt. Còn khái quát về hai hình tượng nhân vật mang ý nghĩa sâu sắc thì ta có thể nói là trong truyện ngắn có hai hình tượng nhân vật mang ý nghĩa sâu sắc, đó là hình tượng cây Xà Nu và hình tượng con người Tây Nguyên. Hai hình tượng nhân vật này có nhiều mối tương đồng, gắn bó và như có thể chuyển hóa được cho nhau. Sau khi khái quát chung, các em sẽ làm rõ vấn đề nghị luận bằng cách xây dựng luận điểm, tức là các em sẽ tạo lập hai ý lớn lúc nãy. Ý thứ nhất là cảm nhận về truyện ngắn Rừng Xà Nu, tức là cảm nhận về nội dung và hình thức nghệ thuật của truyện ngắn Rừng Xà Nu. Ý thứ hai là nhận xét về tính sử thi được thể hiện trong truyện ngắn. Sau khi lập được hai luận điểm trên, các em sẽ tiến hành triển khai từng ý một. Ở ý thứ nhất về nội dung, trong truyện có hai hình tượng nhân vật, đó là hình tượng cây Xà Nu và hình tượng con người Tây Nguyên. Và nếu như các em phân tích ở cả hai hình tượng thì bài làm sẽ rất dài và lỏng ý. Vì thế chúng ta sẽ xoáy trọng tâm ở hình tượng con người Tây Nguyên, đặc biệt là tập trung ở nhân vật tình huống. Như vậy ở những đối tượng khác, các em chỉ sơ lược ý, không cần phân tích kỹ. Cô gợi ý như sau, hình tượng cây Xà Nu, các em có thể đánh giá cây Xà Nu tiêu biểu cho số phận, phẩm chất, sức sống bất diệt, tinh thần đấu tranh quật cường của nhân dân Tây Nguyên. Về hình tượng con người Tây Nguyên, các em có thể nói là nhà văn Nguyễn Trung Thành đã xây dựng lên một tập thể anh hùng như Cụ Mớt, Cờ Núng, Mai, Dít, Bé Hen, vân vân. Rồi sau đó có thể đề cập một chút về nhân vật Cụ Mớt. Cụ Mớt là một già làng yêu nước, uy tín, trí tuệ, giàu kinh nghiệm. Cụ Mớt cũng chính là người đã tập trung dân làng lại,
và kể cho dân làng nghe về cuộc đời của Tình Huống sau 3 năm thành phố đi lực lượng. Nhà văn Nguyễn Trung Thành đã đặt câu chuyện hoàn cảnh kể chuyện giữa không gian núi rừng thâm nghiêm hòa cùng với lời kể của cụ Mết, tạo nên ảnh hưởng sử thi hào hùng tráng lệ, khiến cho người nghe phải khắc cốt ghi tâm. Các em cũng nên nhắc đến một đặc điểm nữa về nhân vật cụ Mết là cụ Mết là một già làng bản lĩnh, là người trực tiếp lãnh đạo dân làng vùng lên đánh giặc, là người đại diện cho quần chúng, biểu trưng cho sức mạnh vật chất và tinh thần của đồng bào Tây Nguyên. Và khi cảm nhận về hình tượng con người Tây Nguyên, ta không thể nào không nhắc tới nhân vật Tình Huống. Khi phân tích nhân vật Tình Huống, các em chú ý bốn đặc điểm quan trọng như sau. Đặc điểm thứ nhất về nhân vật Tình Huống là gan góc, dũng cảm, mưu trí. Ngay từ nhỏ, Tình Huống đã là một em bé liên lạc gan dạ, dám đi tiếp tế lương thực cho cán bộ, làm liên lạc cho cán bộ từ xã lên huyện. Và cũng từ đấy, Tình Huống bộc lộ một trí tuệ hơn người. Qua sông, nó không thích lội chỗ nước êm, cứ lựa chỗ thác mạnh mà bơi ngang, vượt lên trên mặt nước, cưỡi lên thác băng băng như một con cá kình. Bởi theo Tình Huống, qua chỗ nước êm, thằng bị diệm hay phục, chỗ nước mạnh nó không ngờ. Và chính những đặc điểm ấy đã tôi luyện nên một Tình Huống trưởng thành, gan lì và vô cùng quả cảm. Đúng, ta không thể nào quên chi tiết giặc dùng rẻ tẩm nhựa xà nôn quấn vào 10 đầu ngón tay của anh và đốt. 10 ngón tay anh trong phút chốc đã trở thành 10 ngọn đuốc thiêu cháy cả ruột gan anh. Anh nghe lửa cháy trong lòng ngực, cháy ở bụng, máu anh mặn chát ở đầu lưỡi, răng anh đã cắn nát môi anh rồi. Dù đau đớn đến cùng cực, nhưng anh không một lời kêu la van xin lũ giặc tàn ác, vì nhớ lời của anh Quyết nói, người cộng sản không thèm kêu vang. Khi nhắc tới Tình Huống, ta cũng không thể nào không nhớ tới một người con Tây Nguyên giàu lòng yêu thương và căm giận. Tình Huống yêu tha thiết quê hương làng bạn. Trên đường trở về thăm làng, Tình Huống nhớ từng kỷ niệm bên gốc cây, máng nước. Với gia đình thì anh cũng có tình yêu tha thiết đối với vợ con. Khi tận mắt chứng kiến cảnh vợ con bị kẻ thù đánh đập rất tàn bạo, anh không thể kìm được nỗi đau đang đốt cháy lòng mình. Lòng căm giận ấy dâng lên cả ánh mắt. Ở chỗ hai con mắt anh bây giờ là hai cục lửa lớn. Bất chấp cả việc bọn giặc có súng thương, còn mình thì tay trắng, anh vẫn xông ra để cứu mẹ con Mai. Hai cánh tay rộng lớn như hai cánh lim chắc của anh ôm chặt lấy vợ con đang hấp hối, thể hiện tấm lòng yêu thương sâu sắc và trách nhiệm bảo vệ gia đình. Càng yêu thương bản làng, gia đình bao nhiêu thì càng căm thù lũ giặc tàn bạo man rợ bấy nhiêu, vì chúng đã gây bao đau thương tan tóc cho buôn làng, cho vợ con và cho chính cả bản thân anh. Thêm một đặc điểm nữa về nhân vật Tình Huống là đối với cách mạng, Tình Huống luôn trung thành và có tính kỷ luật cao. Từ nhỏ, Tình Huống đã là hiện thân của sự trung thành tuyệt đối với cách mạng. Trong một lần chuyển thư của anh Quyết gửi về huyện, Tình Huống bị giặc bắt, họng súng chĩa vào tay lạnh ngắt. Tình Huống chỉ kịp nuốt luôn cái thư, rồi giặc bắt anh, tra khảo giả mang, lưng anh chằng chịt những vết dao chém dọc ngang, nhưng anh Quyết không khai một lời. Hay ở chi tiết, sau khi vợ con bị giặc giết hại, nhưng Tình Huống không quỵ ngã trong đau thương mất mát. Anh biết vượt qua nỗi đau ấy, biến đau thương thành căm hờn và tôi luyện ý chí chiến đấu. Nên dù hai bàn tay, mỗi ngón chỉ còn hai đốt, nhưng Tình Huống vẫn một lòng với cách mạng, vẫn đi lực lượng để cầm súng chiến đấu giải phóng quê hương. Và khi được cấp trên cho về thăm quê chỉ một đêm, mặc dù nhớ làng bản, nhớ người thân, nhưng anh vẫn vui vẻ chấp hành nội quy quân đội. Một đặc điểm nữa về nhân vật Tình Huống là một người có số phận đầy bi kịch nhưng vẫn kiên cường vượt lên tất cả, trở thành người anh hùng, trở thành một hình tượng đẹp mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Chính vì thế mà trong lần Tình Huống về thăm làng, cụ Mết đã cứ nhắc đi nhắc lại, đấy, nó đấy, nó là người trá mình, đời nó khổ nhưng bụng nó sạch như nước suối làng ta. Hay là câu nói, nhớ lấy, ghi lấy, sau này bao chết rồi mấy cuộc sống phải nói lại cho con cháu, chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo. Câu nói ấy được đúc kết từ bài học xương máu ở nhân vật Tình Huống. Đó không chỉ là chân lý cách mạng của thời đánh Mỹ, mà còn có ý nghĩa với mọi thời đại. Đúng, đã đến lúc dân ta không thể khoan nhượng mềm mỏng với kẻ thù, mà phải dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng. Và không thể chiến đấu với kẻ thù bằng bàn tay không tất sắt, vì chỉ khi cầm vũ khí mới có thể bảo vệ được bản thân và những người thân yêu của mình. Tóm lại, có thể nói Tình Huống thuộc thế hệ thanh niên tiêu biểu cho số phận đầy đau thương và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của đồng bào Tây Nguyên.
là người con kết tinh mọi vẻ đẹp của đồng bào Tây Nguyên. Như vậy vừa rồi chúng ta đã trình bày xong phần nội dung, bây giờ các em cảm nhận tiếp về nghệ thuật. Về nghệ thuật, truyện được kể theo hình thức truyện lòng truyện. Cảm hứng trong truyện là cảm hứng sử thi. Hình ảnh được xây dựng nên là hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, ngôn ngữ đặc sắc, mang đậm chất Tây Nguyên. Sau khi làm rõ được luận điểm thứ nhất, các em tiếp tục làm rõ ở luận điểm thứ hai, đó chính là nhận xét về tính sử thi được thể hiện trong tác phẩm. Ở luận điểm này, các em có thể khái quát về tính sử thi. Sử thi đề cập đến những vấn đề lớn lao, những sự kiện biến cố quan trọng có nghĩa sống còn của cả dân tộc, ca ngợi những vị anh hùng, chiến sĩ yêu nước. Tiếp sau đó, các em cũng nêu qua một vài điều kiện ở tác phẩm Trường Xà Nô mang tính sử thi. Trước hết, ở nội dung chủ đề cập đến những vấn đề lớn lao, những sự kiện quan trọng đó là làng Xô Man trong những ngày chiến đấu chống đế quốc Mỹ. Thứ hai là về nhân vật, tiêu biểu cho phẩm chất ý chí của cộng đồng, như là tình huống. Thứ ba là giọng văn trang trọng, khẳng định lời ca, mang âm hưởng sử thi hùng tráng. Và cũng có thể nói thêm về việc sử dụng số biện pháp tu từ như là so sánh, nhân hóa, phóng đại, nhất là khi thể hiện thành tượng Xà Nô. Và từ đó, các em có thể đi đến nhận xét là truyện ngắn Rừng Xà Nô mang đậm tính sử thi. Và phần cuối cùng của dạng đề thứ nhất là kết thúc vấn đề. Kết thúc vấn đề thường thực hiện các ý sau. Ở dấu hiệu kết thúc, các em thường hay dùng tóm lại, nói tóm lại. Khi đọc đến đây, người đọc biết được là các em đi vào phần kết bài. Sau đó các em khẳng định lại vấn đề nghị luận một lần nữa. Đó là hai mặt nội dung và nghệ thuật của tác phẩm và nhận xét về tính sử thi của tác phẩm. Về bài học cho bản thân, từ việc cảm nhận về hình tượng cây Xà Nô và con người Tây Nguyên giúp các em rèn luyện tính kiên cường bất khuất hay nghị lực sống phi thường. Như vậy vừa rồi, cô đã hướng dẫn cho các em tìm hiểu đề và lập dạng ý ở dạng đề nghị luận về một tác phẩm văn xuôi. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn cho các em tìm hiểu ở dạng đề thứ hai, đó là nghị luận về một đoạn trích văn xuôi. Cô có đề bài sau. Trong truyện ngắn Rừng Xà Nô, nhà văn Nguyễn Trung Thành có viết: làng ở trong tầm đại bác của đường giặc, cho đến đứng trên đồi Xà Nô ấy trông ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đồi Xà Nô nối tiếp tới chân trời. Trích Rừng Xà Nô, Nguyễn Trung Thành, Ngữ Văn 12, tập 2, trang 38, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2008. Cảm nhận của anh chị về hình tượng cây Xà Nô trong đoạn trích trên, từ đó nhận xét bút pháp miêu tả thiên nhiên của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Cũng giống như ở dạng đề trước, các em đi vào phần tìm hiểu đề. Do đề trước cô đã hướng dẫn kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, nên ở đề này cô sẽ không nhắc lại lý thuyết nữa mà chỉ tập trung thực hành. Về vấn đề nghị luận là cảm nhận về hình tượng cây Xà Nô cùng với nhận xét bút pháp miêu tả thiên nhiên của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Về phương pháp nghị luận, sử dụng thao tác lập luận chính là thao tác lập luận phân tích, và ta sẽ kết hợp thêm các thao tác khác như là chứng minh, bình luận, so sánh, vân vân. Còn về tư liệu sử dụng ở đây, các em sẽ sử dụng kiến thức ở đoạn trích mà đề bài đã cho ở trên, những hiểu biết về nhà văn Nguyễn Trung Thành. Ngoài ra, các em cũng có thể liên hệ ở các đoạn trích còn lại trong truyện ngắn Rừng Xà Nô, cũng như kiến thức ở những tác phẩm khác có nội dung liên quan, để cho bài làm của mình được phong phú và sâu sắc hơn. Sau khi các em tìm hiểu đề xong, thì các em sẽ lập dạng ý. Giới thiệu về tác giả, đó chính là nhà văn Nguyễn Trung Thành. Giới thiệu về tác phẩm thì đó là truyện ngắn Rừng Xà Nô. Ở hai ý trên, các em giới thiệu giống như là bài làm ở dạng 1. Giới thiệu về vấn đề nghị luận thì các em xem lại đề bài cô rút gọn như thế này thì các em sẽ thấy được là có hai ý. Ý thứ nhất là cảm nhận về hình tượng cây Xà Nô. Ý thứ hai, nhận xét bút pháp miêu tả thiên nhiên của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Ở phần này, các em cũng xác định rõ luôn là trong hai ý này thì ý thứ nhất là ý chính, cần phải làm rõ một cách chi tiết đầy đủ hơn. Các em tiếp tục chuyển sang phần giải quyết vấn đề hay là phần thân bài. Các em có thể khái quát về xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm, khái quát về hình tượng cây Xà Nô trong đoạn trích. Cô có thể gợi ý như về xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác
các em có thể làm giống như ở dạng đề trước. Xong ở dạng đề này, các em phải chú ý giới thiệu thêm đoạn trích, xác định rõ vị trí của đoạn trích nằm ở đầu tác phẩm. Còn khái quát về hình tượng cây xà nu là hình tượng xuất hiện nổi bật và xuyên suốt không chỉ trong đoạn trích mà trong toàn bộ tác phẩm. Có rất nhiều lần nhắc đến hình ảnh xà nu như là rừng xà nu, đồi xà nu, nhựa xà nu, lửa xà nu, khói xà nu, vân vân. Sau khi khái quát chung, chúng ta sẽ làm rõ vấn đề nghị luận bằng cách xây dựng luận điểm, tức là lập hai ý lớn lúc nãy. Ý thứ nhất là hình tượng cây xà nu. Ý thứ hai, nhận xét về bút pháp miêu tả thiên nhiên của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Sau khi lập được hai luận điểm trên, các em sẽ triển khai từng ý một. Về nội dung, đó là hình tượng cây xà nu, các em sẽ phân tích với hai lớp nghĩa, nghĩa tả thực và nghĩa tượng trưng. Ở nghĩa tả thực, cây xà nu có đặc điểm là cây họ thông, mọc rất nhiều và mọc thành rừng ở Tây Nguyên. Cả cánh rừng có nhiều thế hệ cây thì các thế hệ cây xà nu tượng trưng cho các thế hệ dân làng Soman. Những cây xà nu cổ thụ đại diện cho lớp người già như cụ mết. Những cây xà nu trưởng thành tượng trưng cho tình đúng mai. Những cây xà nu mới mọc tượng trưng cho hình ảnh thiếu niên như bé hen. Hay từ hình ảnh cây xà nu hứng chịu đạn đại bác của kẻ thù dội vào mỗi ngày hai lượt. Cả rừng xà nu hàng vạn cây không có cây nào không bị thương. Hình ảnh đó tượng trưng cho con người Tây Nguyên phải hứng chịu đau thương, mất mát và hy sinh. Như hình ảnh anh Suốt bị treo cổ lên cây vả đầu làng, bà Nhan bị chặt đầu, cột tóc treo đầu súng, mẹ con Mai thì bị tra tấn bằng thị sắt cho đến chết. Ở một hình ảnh khác, cây xà nu sinh sôi nảy nở khỏe, cành lá xum xê, đạn đại bác không giết nổi chúng. Cạnh một cây xà nu mới ngã gục đã có 4-5 cây con mọc lên. Hình ảnh ấy tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sức chịu đựng bền bỉ và bất diệt. Đồng bào ta cũng vậy, không thể nào có thể tiêu diệt được. Như anh Tuất, bà Giang hy sinh thì có thế hệ của Mai và Dích lớn lên. Anh Quyết hy sinh thì có tình huống tiếp nối, tiếp tục xông pha để viết tiếp trang sử của làng. Một hình ảnh khác nữa về cây xà nu là ngọn xanh rờn hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời và ham ánh sáng. Tượng trưng cho con người Tây Nguyên với khát vọng tự do, luôn hướng tới cách mạng. Như tờ nú dù mỗi ngón tay chỉ còn lại hai đốt nhưng vẫn tham gia cách mạng. Một hình ảnh nữa ở cuối đoạn trích là rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra che chở cho làng, đã tượng trưng cho con người Tây Nguyên có sức mạnh phi thường và lòng yêu thương trung dũng. Đặc điểm này làm ta nhớ đến hình ảnh hai cánh tay vững vàng rắn chắc như lim của tờ nú ôm lấy vợ con đang hăng hói, đã thể hiện rất rõ nội dung này. Tóm lại, nếu xét về nghĩa tả thực thì cây xà nu có mối quan hệ mật thiết trong đời sống hàng ngày với dân làng Suman. Còn nếu xét ở nghĩa tượng trưng thì cây xà nu tiêu biểu cho số phận, phẩm chất, sức sống bất diệt, tinh thần đấu tranh quật cường của đồng bào Tây Nguyên. Vừa rồi chúng ta đã trình bày xong phần nội dung và bây giờ các em tiếp tục cảm nhận ở phần nghệ thuật. Về nghệ thuật, trong truyện ngắn này tác giả đã thể hiện rất rõ hình ảnh cây xà nu mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Về ngôn ngữ thì đặc sắc, mang đậm chất Tây Nguyên. Dưới ngòi bút tài hoa của Nguyễn Trung Thành, cánh rừng xà nu bỗng trở nên có màu sắc, hương vị và tỏa ra những ánh sáng hào quang của riêng mình. Về cảm hứng sử thi, nhà văn đã xây dựng được không gian nghệ thuật độc đáo, đó là không gian núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ tráng lệ với cánh rừng xà nu bạt ngàn. Sau khi làm rõ được luận điểm thứ nhất, các em tiếp tục làm rõ hơn luận điểm thứ hai, đó chính là nhận xét về bút pháp miêu tả thiên nhiên của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Ở luận điểm này, các em có thể nhận xét như sau. Bút pháp miêu tả thiên nhiên có sự phối hợp cảm nhận của nhiều giác quan. Khi miêu tả thiên nhiên, nhà văn Nguyễn Trung Thành đã đặt thiên nhiên trong sự so sánh đối chiếu thường xuyên với con người. Giọng văn ở đây đầy biểu cảm. Đặc biệt, nhà văn đã tạo ra sự đối lập giữa sự tàn khốc của chiến tranh với sức sống của cây xà nu. Cuối cùng, các em có thể đi đến đánh giá, bút pháp miêu tả thiên nhiên giàu chất sử thi và cũng rất là lãng mạn, bay bổng. Và phần cuối cùng của dạng đề thứ hai này là kết thúc vấn đề. Ở dấu hiệu kết thúc, các em làm cũng giống như là phần trình bày nhạc một. Sau đó khẳng định lại vấn đề nghị luận một lần nữa với hai ý. Hình tượng cây xà nu trong đoạn trích,
Bút pháp miêu tả thiên nhiên của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Về bài học cho bản thân thì từ việc cảm nhận về hình tượng cây xà nu giúp các em rèn luyện về tinh thần dũng cảm, nghị lực sống phi thường và niềm tin vào cuộc sống. Ở đề này, các em phân biệt được điểm khác với đề trước ở chỗ là đề này ngoài việc giới thiệu về tác phẩm còn giới thiệu thêm về đoạn trích. Sau khi cô hướng dẫn các em tìm hiểu đề và lập nhạc ý ở hai đề vừa rồi thì cô cũng rút ra cho các em một vài điều cần chú ý như sau. Lưu ý thứ nhất, kiểu bài nghị luận về một tác phẩm hoặc đoạn trích văn xuôi rất đa dạng. Ngoài hai dạng đề mà cô giới thiệu vừa rồi thì còn những dạng đề khác, vì thế mà các em cần phải rèn luyện thêm nhiều. Và cũng vì kiểu bài nghị luận về một tác phẩm hoặc đoạn trích văn xuôi là rất quan trọng trong chương trình ngữ văn 12, vì dạng đề này cũng thường xuất hiện trong các kỳ thi như văn xuôi mà ra đề ở thể loại truyện thì có Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt, Chiếc thuyền ngoài xa, vân vân, hay ra đề ở thể loại tùy bút bút ký thì có Người lấy đò sông Đà, Ai đã đặt tên cho dòng sông. Và lưu ý thứ hai nữa là khi cô hướng dẫn lập dàn ý ở hai đề trên thì cô trình bày tách riêng nội dung và nghệ thuật cho các em dễ theo dõi. Tuy nhiên, khi các em làm bài thì các em nên kết hợp dùng nhuyễn giữa hai mặt nội dung và nghệ thuật cùng một lúc với nhau để bài làm đúng kỹ năng và thuyết phục hấp dẫn hơn. Lưu ý thứ ba là đối với dạng đề cảm nhận như ở hai dạng đề trên, ngoài việc các em phân tích làm rõ nội dung nghệ thuật của tác phẩm đoạn trích thì các em có thể lựa chọn một vấn đề tiêu biểu để làm nổi bật. Các vấn đề phụ có thể nêu sơ lược. Đây là dạng đề nặng về cái tôi cá nhân, tức là ấn tượng chủ quan của người viết. Người viết có thể thể hiện tư tưởng, quan điểm, suy nghĩ, cái nhìn chủ quan của mình nhiều hơn. Và phần cuối cùng của bài học là luyện tập. Cô có đề bài như sau: Những đêm mùa đông trên núi cao dài và mù, nếu không có bếp lửa sưởi kia thì mị cũng đến chết héo. Cho đến người kia việc gì mà phải chết thế, A Phủ, mị phản phất nghĩ như vậy. Trích Vợ chồng A Phủ, Tôn Hoài, ngữ văn 12, tập 2, nhà xuất bản Giáo dục 2008, trang 13. Cảm nhận của anh chị về nhân vật Mỹ trong phần trích trên, từ đó nhận xét tình cảm của nhà văn Tôn Hoài đối với nhân dân Tây Bắc. Dựa vào hai đề cô đã hướng dẫn, các em luyện tập thêm đề này để vừa ôn lại kiến thức cũ, vừa rèn luyện thêm kỹ năng nghị luận về một đoạn trích văn xuôi. Các em thân mến, buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Cô chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi quyết định sắp tới. Thân chào các em.